Với cương vị là trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, bác sĩ Nguyễn Mai Thanh luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó góp phần không nhỏ vào thành tích chung của đơn vị, nhiều năm liền không để dịch bệnh lớn xảy ra. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội năm 2014, bác sĩ trẻ Mai Thanh về nhận công tác tại khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm. Nhiệm vụ nhiều nhưng chị luôn chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng phòng bệnh. Nhớ lại cuộc chiến cả nước chung tay chống đại dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2022, chị là người luôn có mặt ở tuyến đầu, điểm nóng để làm nhiệm vụ chuyên môn và cùng với các ngành chức năng bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân, phòng chống đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng, hay như gần đây nhất là sau hoàn lưu bão số 3, làm nhiều thôn xóm của huyện Nho Quan và Gia Viễn bị ngập lụt, có nguy cơ xuất hiện bệnh dịch. Chị cũng đã có mặt kịp thời để giám sát giúp người dân phòng chống bệnh, trực tiếp đề xuất chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng chống dịch, vật tư y tế, phục vụ, công tác giám sát, xử lý môi trường cho nhân dân. Mình luôn tâm đắc theo tấm gương của bác ấy, đấy là cái vấn đề học tập suốt đời. Và mình thì mình quan điểm rằng là việc học không bao giờ là cần phải dừng lại và không bao giờ là đủ cả. Nên là trong cái quá trình hoạt động chuyên môn thì mình luôn muốn là tìm tòi khám phá và tìm ra được cái phương pháp làm việc nó hiệu quả và tốt nhất có thể. Và đưa ra được những cái bằng chứng mang tính khoa học về vấn đề sức khỏe cộng đồng. Cùng từ đó mình tìm ra được những cái giải pháp để can thiệp kịp thời làm sao cho công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và những cái hoạt động khác liên quan đến công tác y tế dự phòng thì ngày một tốt hơn. Với quan điểm học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm nhỏ nhất, nên bác sĩ Mai Thanh luôn quán triệt bản thân là một bác sĩ trẻ phải luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực và say mê với công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả công việc. Nhờ sự đóng góp của cá nhân và tập thể khoa nên nhiều năm liền không để dịch bệnh lớn xảy ra, bảo vệ thành quả, thanh toán nhiều bệnh nguy hiểm như bại liệt, dịch hạch, đậu mùa, giảm tỷ lệ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Ninh Bình. Bác sĩ Mai Thanh thì rất là sát sao trong các hoạt động. Ví dụ như là chúng tôi cần hỗ trợ gì thì gọi điện thì bác sĩ hỗ trợ bất cứ lúc nào. Mỗi một lần tiêm chủng như này khi có bác sĩ Mai Thanh và cả khoa kiểm soát dịch bệnh về hỗ trợ thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm. Các bác sĩ sẽ hướng dẫn và chỉ bảo để chúng tôi hoàn thiện hơn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đối với bác sĩ Mai Thanh, những phần thưởng của Sở Y tế, của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Thủ tướng Chính phủ trao tặng trong 10 năm qua đã khẳng định sự phấn đấu miệt mài, lâu dài và bền bỉ của một nữ cán bộ trẻ công tác trong ngành y. Ngoài cái việc tham mưu các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thì bác sĩ Mai Thanh cũng tích cực, rất là tích cực đi cơ sở, nắm bắt tình hình cũng như là hỗ trợ cho các cái địa phương có các cái ổ dịch, rồi có các cái dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện. Và một cái hoạt động nữa mà tôi đánh giá rất cao bác sĩ Mai Thanh đó là tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để mà tổng kết, rút kinh nghiệm các cái hoạt động đã triển khai trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng tinh thần trách nhiệm với công việc, dù ở vị trí công tác nào, công việc vất vả, áp lực và thậm chí nguy hiểm đến đâu, nhưng Mai Thanh cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất có thể, trở thành tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo lời bác.